Cây giống anh Trung xin kính chào các cô bác, anh chị và các bạn đang xem video ạ. Hôm nay em chia sẻ với mọi người một cái loại cây cây dược liệu. Cây để làm thuốc, đó là cây đinh lăng. Đây em trồng một vườn đinh lăng ạ. Đối với cái đinh lăng này thì như những cái cô bác anh chị mà lớn lớn tuổi ấy thì các cô bác anh chị ấy đã biết là cái đinh lăng này thì chủ yếu là để lấy củ. Đinh lăng thì chủ yếu để lấy củ ạ. Củ mình có thể làm thuốc, ngâm rượu rất là tốt. Nhưng có một cái đặc biệt là cái đinh lăng này thì có thể lấy được từ thân, rễ, củ và lá. Nghĩa là trên cái cây đinh lăng này thì không cái gì phải bỏ đi ạ. Cái gì cũng có thể sử dụng được để làm thuốc. Đây, nhà em cũng không rộng quá cho nên cũng không chăm được. Cho nên vừa trồng đinh lăng để làm thuốc và vừa có hoa để ngắm luôn ạ. Quanh nhà mà mình trồng lấy một dãy đinh lăng thì cái lá đinh lăng này nó tỏa ra cái mùi rất là thơm. Lúc nào nó cũng có những cái mùi mùi thơm của cái vị thuốc bắc. Đấy, rất là nhiều luôn nhá các cô bác anh chị nhá. Rất là nhiều luôn ạ. Cái đinh lăng này thì em xin chia sẻ thế này. Về mùa đông ấy thì những cái lá này nó sẽ rụng đi. Về mùa đông thì thường thường là những cái lá đinh lăng này nó sẽ rụng đi. Khi nào mà rét ấy, lạnh là lá nó sẽ rụng đi. Vì thế mà đến tầm này nhá, cứ tầm tháng tháng 10 âm. Cứ đến tầm tháng 10 âm là mọi người nên nên cắt hết những cái lá này đi. Mình nên cắt lấy cái lá này. Cắt những cái lá này và mình phơi hoặc là sao để có thể uống quanh năm. Cái lá đinh lăng này cũng có rất là nhiều công dụng rất là tốt ạ. Cái lá đinh lăng này uống thì có thể hỗ trợ điều trị mất ngủ. Nhà em thì hầu như là toàn uống lá đinh lăng thôi. Khi mà mình hãm cái lá đinh lăng này lên ấy thì uống nó rất là thơm và mát. Nhà em thì quanh năm ngày tháng chỉ uống đinh lăng và cái lá xạ đen. Nhưng cái xạ đen ấy thì mình cũng hạn chế, cũng không nên uống nhiều lắm. Không phải là cứ quanh năm lúc nào cũng uống xạ đen là được. Cái xạ đen mà uống nhiều thì nó cũng huyết áp mình nó cũng không được ổn định đâu ạ. Mình cứ uống tầm 3 tháng thì mình nghỉ khoảng 1-2 tháng rồi mình lại uống. Còn riêng cái đinh lăng này thì mọi người có thể uống nhé. Cái đinh lăng này thì rất là tốt. Và đặc biệt là cái cây đinh lăng này, thực ra nhà em trồng ở đây thì nó là giữa cái bãi, giữa cánh đồng. Thì cứ mỗi cây một tí trồng ra thôi. Còn đúng ra cái đinh lăng này nó rất là ưa bóng. Khi mà các cô bác anh chị có những cái vườn rộng ấy, mình trồng những cái cây ăn quả lớn thì mình nên trồng xen cái đinh lăng này ở bên dưới. Thì cái đinh lăng nó ưa bóng mà. Vì thế mà mình trồng ở bên dưới thì rất là đẹp. Nó phát triển rất là tốt luôn. Thứ nhất là mọi người vừa tiết kiệm được đất, vừa đỡ phí đất. Và sau khoảng 3 đến 4 năm, sau khoảng 3 đến 4 năm thì cái cây ăn quả của mình khi mà mình trồng thì giữa cây cách cây tầm 3 mét rưỡi đến 4 mét đấy. Thì lúc đấy cái tán của nó chạm tán thì cái đinh lăng của mình cũng đã được thu hoạch ạ. Thì thứ nhất là mình tiết kiệm được đất và mình có thể thu được hai loại luôn. Sau 3 năm thì mình có thể thu đinh lăng rồi. À,
Cái đinh lăng nhà em này thì cũng đang có củ rồi. Tuy nhiên là vì nhà em không trồng bóng và cái đất này nó cũng là đất thịt, vì thế mà củ nó không được to lắm á. Mọi người có thể lựa chọn cái đinh lăng này để trồng xen vào những cái vườn cây thì đỡ lãng phí đất và sẽ đỡ bị cỏ, cỏ nó đỡ lên. Đặc biệt là mình có thể thu hoạch được hai thứ trong cùng một lúc trong vòng 3 đến 4 năm. Các cây của mình, những cái cây ăn quả lớn của mình ấy, thì mình chỉ tầm khoảng 2 đến 3 năm là mình có thể thu hoạch rồi. Tầm 4 năm là tán nó sẽ to, thì lúc đó mình thu đinh lăng. À, cái đinh lăng này thì cái giá thành của nó cũng rất là cao ạ. Đặc biệt là mình, cái công chăm sóc của mình nó cũng không tốn công đâu. Cái đinh lăng này nó rất là dễ. À, mọi người, như bọn nhà vườn em thì có cả những cái hom đinh lăng giống, mọi người về cứ tầm này mọi người về trồng. Mọi người về trồng ở những cái chỗ nào mà có bóng ấy thì sẽ rất là tốt. Nó lên rất là đẹp. Đây em trồng ở giữa đồng đây nhưng chẳng có bóng gì nhưng mà nó đã đẹp như này rồi. Nhà em thì có đầy đủ các loại cây dược liệu nhé, đinh lăng, xạ đen, ba kích, nói chung là những cái cây dược liệu thì có đầy đủ chứ cũng không phải là nguyên cây nhập khẩu hay là nguyên cây giống hay cây công trình đâu ạ, mà tất cả kể cả cây công trình, cây giống và cây nhập khẩu từ trong nước nhà em đều có hết. Các cô bác anh chị cần tư vấn để trồng những loại đất nào để phù hợp với từng loại cây thì cứ gọi điện cho em theo cái số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn ạ. Xin chào các cô bác, anh chị và các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc. Mọi người xem kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ nhà vườn em nhé. Xin chào mọi người ạ.